Nhân ơi, giải thích giùm anh vì sao nước hồ anh luôn trong mà cá thường xuyên ngứa mình đổ mình được hay không? Anh trị mấy lần rồi mà cứ lặp đi lặp lại ngoài, nản quá. Đây là comment của anh Tùng Củi nha. Em cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Cái comment của anh là rất là nhiều anh chị em cô chú mình quan tâm luôn á. Thì trong video ngày hôm nay mình giải thích nó cũng ngắn gọn để cho mọi người dễ hình dung nha. Nếu mà nước của mình trong mà ngay chỗ cái phần lọc của mình tốt thì thôi cái đó mình không nói. Nhưng nếu nước của mình trong mà anh chị em cô chú mình lạm dụng vào thuốc, lạm dụng vào vi sinh nhiều quá thì cái tình trạng giống như của anh Tùng nó sẽ xảy ra ngoài luôn nha. Đa phần là anh chị em cô chú mình chưa bị kính á, mọi người xài vi sinh rất là nhiều. Và cái nước của mình trong cái thời điểm đó là do cái vi sinh anh chị em cô chú mình châm vào, cái vi sinh nó làm trong nước. Nhưng mà tầm cỡ khoảng 2-3 ngày là cái con vi sinh đó đó, cái vi sinh mà mọi người cho vào bên trong hồ của mình á, nó không có tồn tại được. Nó sẽ phản ứng nghịch luôn, nó làm cho nước của mình càng dơ thêm. Và đó là cái lý do nó dẫn đến là nước trong hồ của mình mặc dù nhìn thấy trong nhưng mà cá thường xuyên bị ngứa mình, đỏ mình. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều cái video.